tôi đeo một tháng à, tôi thấy nó khác, nó khác nên tôi theo tôi uống tới nay là 4 năm mấy rồi, cũng có thấy nó được. Lao động thì thấy nó cũng ít mệt, à còn ăn cũng được mà ngủ cũng được. Nhưng mà từ ngày mà sử dụng cái gương tổng thống tới nay là thấy cái bệnh nó thuyên giảm bớt. Tôi vô bệnh viện K15 á, bệnh em ở Sài Gòn á, tôi đo điện tim rồi tôi siêu âm tim, mà đem kết quả lên thạc sĩ bác sĩ vô anh coi nội chú đâu có bệnh gì đâu, ông nói chú không có bệnh gì hết, thế tốt. Cảm ơn nhãn hàng Vương Tâm Thống đã giúp cho tôi cải thiện được cái bệnh mạch vành hở van tim. Tôi xin thành thật cảm ơn. Từ một người luôn trăn trở vì hẹp nghẽn mạch vành, hở van tim với những cơn tức ngực khó thở ngày đêm, ấy thế mà chỉ sau vài tháng dùng Vương Tâm Thống đi khám lại, tình trạng tim mạch đã ổn định bình thường. Đây có lẽ là trải nghiệm vô cùng nhiều cảm xúc của chú Nguyễn Quang Đông ở Phú Yên. Hãy cùng lắng nghe chi tiết hành trình vượt qua bệnh tim mạch hiểm nghèo của người nông dân chất phác này ngay sau đây. Tên của tôi là Nguyễn Quang Đông. Tôi là phát hiện bệnh là đầu năm 2020, là khi phát bệnh là nó tức ngực. Tức ngực rất là khó chịu, rồi tức nhói ra sau lưng. Tôi mới có đi bác sĩ, là bác sĩ cho tôi là bị nghẽn mạch vành. Từ đấy tôi cũng có uống thuốc thuốc tây của bác sĩ, nhưng mà cảm nó không có cải thiện được. Ăn uống là cũng không được, mà làm cũng được, nói chung chả làm được việc gì á. Nghe bác sĩ mà phán nó bệnh tim mà tôi nghĩ là chắc cũng xách chầu ông bà. Tôi nghĩ vẫn vừa có cái chuyện bệnh cái là nó rất là khó chịu mà nó mệt, nó ngợp trong người cơ. Cái thời gian mà phát bệnh đó là tôi cứ tôi nằm mà tôi không làm gì được, tôi nằm tôi lướt mạng. Tôi nằm tôi lướt mạng là tôi gặp được cái sản phẩm Vương Tâm Thống. Thấy người ta lên mạng rồi người ta nói rất là nhiều, người ta uống rất là nhiều. Rồi tôi mới theo tôi uống thì thấy nó im, rồi ăn uống được, ngủ được. Rồi lao động là lao động được, cảm thấy nó bớt. Là tôi theo tôi uống nước từ đó tới đây là mấy năm ạ. Mà món đều mình uống ấy, mà nếu mình bệnh nặng là mình phải uống là sáng 3 viên chiều 3 viên, khi mà là mình cảm thấy nó nhẹ nhẹ rồi là mình uống sáng 2 viên chiều 2 viên. Phỉ như tôi hiện giờ là tôi uống sáng 1 viên chiều 1 viên là thấy nó cũng bình thường. Bản thân là trụ cột của gia đình nhỏ chỉ gồm 3 người nên khi phát hiện bệnh tim, cả nghẽn mạch vành và hở van tim bị hạn chế lao động, chú Đông cùng vợ và con gái vô cùng lo lắng. Chú chia sẻ. Tôi suy nghĩ tôi là trụ cột chính trong gia đình, mà tôi mà nếu như mà có một vấn đề gì thì gia đình tôi rất là khó khăn trên bờ. Nói chung là gia đình là vợ con thì suy nghĩ buồn bã, nên tôi gặp cái Vương Tâm Thống thì tôi uống mất mấy năm không có gì, vợ con nó mừng ra. Cô bác anh chị nào mà cảm thấy mình nếu đúng cái bệnh mà tim mà dạng như hở bên tim hay là nghẽn mạch vành á thì cố gắng uống uống phải dài, uống phải kiên trì, uống phải cỡ 1 tháng trở lại là mới thấy được. Bản thân tôi là tôi thấy rất là hiệu quả, chính bản thân tôi cũng nhờ Vương Tổng thống, cũng nhờ Vương Tổng thống anh chắc cũng chào ông bà. Tôi cũng một người nông dân cần cù lam lũ mà bị bệnh, bây giờ cũng biết nói gì rồi. Cảm ơn nhãn hàng Vương Tâm Thống đã giúp cho tôi cải thiện được cái bệnh mạch vành hở van tim. Tôi xin thành thật cảm ơn. Nếu bạn quan tâm đến giải pháp thảo dược Vương Tâm Thống đã giúp chú Đông và hàng triệu người vượt qua bệnh hẹp nghẽn mạch vành, hở van tim, vui lòng liên hệ qua tổng đài hoặc Zalo 0962 546 541 để được tư vấn hỗ trợ.